Ngày 5 tháng 10, một lãnh đạo Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà xác nhận, tại xã Lưu Vĩnh Sơn, trưa ngày 4 tháng 10, có sự việc chị Bùi Thị Thủy, 45 tuổi, trú thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, hắt nước bẩn vào cô dâu Dương Thị Y, 41 tuổi, chú rể Dương Văn H, 43 tuổi, khi lễ rước dâu vừa về đến nhà trai ở thôn Xuân Sơn. Dù bị người yêu cũ của chú rể H bùn loãng vào mặt ngay tại đám cưới, nhưng hiện đôi vợ chồng này không muốn xử lý nặng đối với người đã gây ra hành động đó mà chỉ cần răn đe. Sáng ngày 5 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thủ đô, lấy ý kiến dự thảo luật thủ đô sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi. Đoàn viên công đoàn, người lao động Hà Nội đề nghị trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hoặc các văn bản dưới luật cần quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết các yếu tố cấu thành tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều ý kiến đề xuất mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay ngày 5 tháng 10, bão Koinu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Đông Trung Quốc khoảng 370 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Điền kinh Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASIAD 19. Theo đó, bộ môn này không đạt được mục tiêu đề ra khi không giành được huy chương nào. So với kỳ đại hội năm 2018, điền kinh Việt Nam thụt lùi về thành tích. Trước đó, Việt Nam từng có 2 huy chương vàng, một huy chương vàng của Quách Thị Lan được đôn lên nhưng chưa công bố chính thức, 3 huy chương đồng và là quốc gia Đông Nam Á đứng đầu môn thể thao này tại sân chơi ASIAD.